Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English, Chinese, and overseas, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, overseas, Hungarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Russian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Telugu, and Thai. Xin kính gửi lời chào nồng nhiệt đến quý khán giả thương mến. Tôi là Thu Thảo, đến từ tỉnh Cao Bằng hữu tình, đất nước Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Dãy đất hình chữ S, đất nước Âu Lạc, Việt Nam, là tổng hòa của 54 dân tộc anh em, trong đó có dân tộc Dao, từ ngàn đời nay đã chung sống gắn bó keo sơn. Qua lối hát báo dung, người Dao thổ lộ tình yêu thương và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hát báo dung của người Dao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Âu Lạc, Việt Nam. Dân tộc Dao hiền lành, cầu chúc quý khán giả giàu lòng nhân ái, được hưởng nhiều niềm vui từ những vũ điệu sắc màu độc đáo của người Dao. Chúng tôi thật vinh hạnh giới thiệu đến quý vị đất nước Âu Lạc, Việt Nam quyến rũ. Người dân chúng tôi kính chúc quý vị vui hưởng tình thương bao la và phước lành từ cõi giới thiêng liêng. Trong hơn 3 thập niên, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã soi sáng thế giới bằng giáo lý thiêng liêng. Là một vị minh sư toàn giác, Ngài truyền đạt pháp môn Quán Âm cho những ai khao khát tức khắc tìm lại Thượng Đế tánh bên trong, hầu đạt được giải thoát vĩnh hằng trong kiếp này khỏi vòng sinh tử luân hồi. Pháp môn Quán Âm đã được tu tập bởi tất cả các vị minh sư như Đức Phật, Chúa Giê-xu, nhà tiên tri Mohammed, hòa bình đến với Ngài, và đạo sư Nanat. Ngài đã nhấn mạnh, nếu chúng ta luôn tưởng nhớ Thượng Đế, phục vụ tha nhân một cách vô ngã và tuân theo luật vũ trụ, chúng ta sẽ đạt được tiềm năng tối thượng của con người và thực sự hiểu được mục đích của mình trên địa cầu này. Thanh Hải Vô Thượng Sư là một tấm gương sống phi thường về lòng từ bi. Ngài thường xuyên cứu trợ bằng hiện vật và tài chính, đồng thời gửi gắm tình thương cho những người tị nạn, vô gia cư, nạn nhân thiên tai và những người cần được trợ giúp khác. Vào năm 2006, Ngài đã nhận giải Gucci Hòa Bình, được xem như giải Nobel Hòa Bình ở phương Đông, và được vinh danh suốt nhiều năm với rất nhiều giải thưởng khác, cùng những lời ngợi ca về hoạt động nhân đạo và thiện nguyện tuyệt vời của Ngài. Là tiếng nói chân thành cho các bạn thú xinh đẹp, Ngài khuyến khích lối dinh dưỡng thuần thực vật, hòa bình và bác ái, và những viễn cảnh tươi sáng. Với sự thức tỉnh của nhân loại về sự thiêng liêng của muôn loài, một thế giới thuần chay, bình yên và huy hoàng, nơi các bạn thú và con người sống trong hạnh phúc hòa hợp.
Những sáng kiến của Ngài nhằm phổ biến xu hướng thuần chay rất đa dạng, bao gồm phân phát tờ rơi lối sống mới, chuỗi nhà hàng thuần chay quốc tế Love & Hope, truyền hình Vô Thượng Sư, cũng như trao đổi thường xuyên với quan chức chính phủ có tầm ảnh hưởng và nhà lãnh đạo giới truyền thông, cũng như tham gia các buổi hội thảo truyền hình về nhận thức của chúng ta đối với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực của Ngài đã mang lại ảnh hưởng to lớn tới nhận thức toàn cầu về lối sống thân thiện với các bạn thú và làm sao lối sống từ ái này có thể mang đến hòa bình trường tồn giữa các quốc gia, đồng thời cứu địa cầu khỏi nạn biến đổi khí hậu. Qua nhiều năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã du hành khắp thế giới, từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu đến châu Đại Dương, và đã tổ chức hàng trăm buổi thuyết giảng trước công chúng cùng các đệ tử về nhiều chủ đề tâm linh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Mọi chúng sinh đồng nhất thể, học để có lòng tôn trọng, phần 1 của 3 phần trên giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh, Trung Hoa và Âu Lạc, còn được biết là tiếng Việt, vào ngày 3 tháng 12 năm 2017 tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết là Formosa. <笑>厨房这么多啊越来越多听师傅上次有握手哈现在很愿意做哈哎小孩子好你好小孩子好 师父谁啊师父是谁啊好好好你好叫什么名字叫金明金明啊漂亮的名字你叫什么叫什么名字还不会讲话啊太小了还小了还小也要来看师父啊 我刚想再跟你讲过我也想要看师傅从小就是这样了还有一个那是别正的哦好乖好乖谢谢你了师傅我爱你你爱我哦谢谢啦再讲一次我喜欢听师傅我爱你我也很爱你谢谢你了哦你这么漂亮头发就漂亮啊人也漂亮 我叫妈妈帮我代替去跟师傅说金明也想看师傅好谢谢金明也我也看你们很想看很想看来一个我很爱你叫什么名字啊叫李叫李什么叫什么反正能讲几句我爱你而已哈哎呀好有胆子哦我们学校的同学都很喜欢吃我们那个素食的食物对啊都很喜欢吃我们家就是素食很多很多食物然后都说很好吃然后一直问我去哪里买的哦太好了那你跟他们讲在哪里买吗我有跟他们讲 然后就是他们说叫我帮他们买原本觉得很喜欢太好了小菩萨又好的再讲给他们学榜样没关系了他是喜欢诗人讲的我喜欢给大众听好我介绍好漂亮哦你也会懂这个啊 他说：“师傅好漂亮，你才漂亮，又年轻啊，整个辈子就在等你了，整世界都在等你啊，OK， 师傅老了，没你那么漂亮，OK， 以前呢，我也蛮漂亮的，小的时候，听说了，听人家说了啊，我知道师傅以前很漂亮，哦、对了，谢谢你讲实话。” 以前才漂亮，听懂吗？啊。
你们都不跟他一样那么实在了，那么坦白了 ，OK？ 小孩会讲真话，懂吗？哎，是，小孩讲真话，嗯，哎，你好，哦，太好了，还舒服吗？还好吗？几岁了？多久了？多少个月了？10个月，哦，还不会走路哈、啊？哎，小孩子，你好吗？哦，今天就给我那么漂亮，哦，你很漂亮。你的妹妹弟弟呀、啊、弟弟 OK 对了，不过他小的时候不管了，讲都一样啊，不穿衣服讲都一样啊。好，哦哟，谢谢你来看，谢谢大家来收看哈，看戏啊，每个礼拜来看戏哈。嗯，你好，妈妈救我们，感恩妈妈救我们哦！哎呦，会讲话嘞，那么小会讲嘞、嗯。那是因为小时候的时候，奶奶一直都让我吃素，我吃6年了。然后呢，就这样比较好哎，觉得好吗？奶奶其实一直都比较喜欢佛。啊，是啊，我也喜欢佛啊，你看起来很漂亮。啊，比如说四素好吃，嗯、啊。你好，健康 ，OK 。哎，大家那边好。对不起，地方简陋了，我尽量把自己弄漂亮，弥补一下。哎，你好，嗯、啊。哎，怎么都剪头发光光？是当和尚啊？比较凉快啊。你也是 OK 吗？嗯，流行哈 ，OK 了。你们的妈妈来了，大家好哈，老人都坐这里哈，啊，是不是编你们到这边来了啊？为什么？老了就坐这里，好，那我也要坐那里哦。你们看起来还健康的啊，没什么老，嗯，没有那种疲倦的那种感觉，有吗？有吗 ？Yes or no？ 哦、no. oh, ，因为你们有时候说没有，听好像有一样。OK， 大家尽量划走。OK， 啊，因为我是很忙啊，最近比较忙一点。然后6只宝贝的狗也进来了啊。啊，我也是很高兴啦、啊，因为他们还没来，我很担心嘛。已经好几个月了，看不到了。嗯，因为要等6个月才能来台湾嘛。嗯，就是最近太忙了，4个月都没看到他们。我每天有跟他们讲话，说很快了。啊，这前天就来了。政府也检查好了，他们健康了就放了。哦，不过我不敢让他们下来啊 ，OK， 让他来到处都跑，他们还小嘛，还很小，还是小孩子，所以哇，元气很多，我睡不着了，吃不下了，啊，本来要让他们在那边休息嘛，比方说带出去了以后回来休息，哦，没有多久就要再出去了。昨天我放了出来，他到处都跑，妈也找不回来，吓坏了。因为第一次嘛，怕他们不认识的路啊，回不来啊。哇，整个道场都到处都分配出去找，啊，还是终于找回来了。2个小时以后，哇，能不能想象他们找了2个小时跑了，跑得好快好快啊！一看到就说不见了，哎，在哪里？元气好多，懂吗？吃得多，睡得饱，只有妈妈吃不下，是不是？没时间睡觉吃饭，懂吗？他们也是想跟着嘛，黏了，好久不见嘛，然后就一直想黏，然后我又有工作，又专心了。哎呀，我不知道我为什么这个人那么多余的，这个时候怎么还能认养狗嘛？了解吗？本来我认为，他们那些
帮助的人啊，常常每天跟他们在一起，有没有？而且又四个月没见了。以前我在别的地方也不是能够有一些阵子可以天天看到嘛，有一阵子不能，所以我认为他们比较喜欢那些助手啦，啊，所以我比较安心一点。然后回来的时候呢，前天呢，我在那边煮饭一点给狗吃嘛，还有顺便给自己吃，然后我就要走了，就叫助手来看他们，懂不懂？哎，看他们还有擦洗那些碗筷那些啦，狗的东西。然后我认为，因为刚才有助手在嘛，以前呢，我还没煮了以前，他们有带他们来，所以有在一回。然后他助手出去，他就哭了，他们就哭了，在那个玻璃门那边是往外面的，鼻子都粘在那个玻璃那边的。哦哦哦，我就认为哇，那他们就比较喜欢助手。当然，因为好久又都他们天日照顾嘛，我不在啊，懂不懂？我跟你讲，四个人了，五六个人也照顾不了六只那个，哇，他们元气很，所以很多人要照顾，因为这样嘛，他们照顾，我认为啊，当然他们会比较喜欢他们了，因为他们对他们很有感情啊，狗啊对他们很有感情，很偏向他们了，啊，他们就来就黏黏在旁边呢，舔舔他们的脸呢，懂不懂？说啊，好像很同情他们，我这个人没人同情，哎呀，他们不知道我多苦啊，在后面懂不懂？哎，饭菜也自己买的，懂不懂？然后也要煮给他们，偶尔了，不是天天的，什么都要煮住，他们才能够得宠啊，懂不懂？啊，那个照顾那么好，都是师傅在后面催动了，他们都不知道了，都是同情那些天天黏在一起。好，没关系，我说太好了，那就这样子，我就找那个助手过来，因为他们黏在那边哭嘛，啊，哭了一点点而已了，那种好像很留恋了。我说好，那我叫他回来，因为我要上去工作了，就叫他过来。然后我说你坐这边跟他们在一起啊，他们比较喜欢你了，我现在要工作了。我一往门走哈，大家都跟着跑，哇，然后那些刚睡得很甜的，我棉被有盖好了，有一些叫有一些睡嘛，也冲出来了，都不睡，怎么这么快？我走路很近的，懂不懂？在里面没有鞋子啊，走路很近的，大家知道了我出来了，通通都起来了，通通都跟着在后面想一起跑。然后好了，我就说好了，带他们出去，也许想出去，结果没有，通通跑到那个我房子那边，我工作那个地方，懂不懂？哎，以前你在香港也是这样子啊，有好几个地方，狗人啊，助手是住下面啊，然后狗就住在一起不同的房子嘛，哎，分开一点点，这样有空间。结果他们带他们出去嘛，出去的时候他们就把那个助手全部都拉到我上面来，哦，拉得到这个样子，了解吗？我说好了，放了放了放了，让他们上来。一放他们匆匆跑到门口，跑到我房子上面了，尾巴摇了那个760度，然后在这边把我压下来了，整个全部狗都在我身上了，你们如果在旁边看不到师傅了啊，狗都在那边，都是看到尾巴跟那个舌头撑出来，那个样子，甜啊，啊 ，kiss 啊，懂不懂？啊，亲人啊，就是这样啊，他们会认识哈，会认识人哈，所以你们养狗的话就要记得哈，不是说想养就养，然后不想养就丢给别人，不是这样啦。不管谁给他多少东西，不管谁那个给他多好东西，比你们好的，不管他的房子多大多漂亮，那比你好多，不管他的 garden 叫什么花园呐、啊，比你多大，不管你有没有花园呐、啊，还是你是他的主人，懂吗？他不理那些了，他不理那些了。在香港就住一个小房子，我们一起住的，他也是宁愿在那里，懂不懂？没有什么花园可以出去跑，没有草可以咬，他们还是一样喜欢在那里。在师傅在的时候，狗他不会讲话了，了解吗？不过他们很懂啊，很懂事。昨天我要带一个最困难的那个狗出去，
为什么困难？因为他三岁的时候我才认养嘛，本来也不是，他不是属于那个认养那一对的 ，OK？ 因为那对只有九只小的跟一个妈妈，就十个，那个十九个也不是通通都是那个妈妈的，是他认养了，他只有三只黑的，三只黑就是他的，长很像妈妈，耳朵都是像你这样。别的都耳朵都是掉下来 ，OK， 而且颜色不一样啊，白的跟黄金的跟铜的颜色啊，铜懂吗？铜，那种铁的铜啊，比较红红的一点啊，那个是最坏的哇，他是最爱师傅最黏的，不过哇，什么人，他比较活泼了，不是坏了，我意思说很活泼了，比较那个。脾气不怎么很那个啦，懂不懂？脾气不很平了，他跟谁都不怕了，来听吗？啊，不过他对师傅是非常听话的 ，OK， 很爱的。本来呢，那六只是被那个妈妈收养的，因为另外那些妈妈，三个不同的妈妈，每一只好像每个有三个，我是一个有两个，一个有四个这样。然后这妈妈被毒死嘛，我有讲过了哈，是是，现在高雄有讲过了，毒死，所以那这个通通都认养了，到他没有奶为止了，所以师傅收养的时候妈妈都没奶了，医生有说的，还好认养，不然的话他们就会饿死的，懂吗？哎，那个时候还不能吃那么多那种硬的那种饲料，狗的食物啊。啊，有一只最小的又不能吃那种硬的，因为它的舌头好像没办法，跟它的牙齿啊沟通了，所以有时候啊，他们就是它吃的时候，它舌头都怎么乱歪来弯去，然后那食物就掉下来了，所以别的都通通可以吃啊，我的要喂它，现在 OK 了，不过还是一样瘦的，因为从小瘦了嘛。他是最小最瘦的，因为从小是个子是这样。三岁的时候，不过他看起来很小啊，本来他是不属于那个十个在内的。结果啊，一个隔壁的那个佣人啊跟我说，这只狗啊常常来跟那个妈妈玩，因为他也没有妈妈，他很爱那个妈妈狗的，所以他常来玩。就我看到他，我就说好，那就是这样，我们就都喂他了。那个时候。十只狗已经在我那个我已经收养了，就是那一个就没有进来，因为他偶尔来玩，他不是跟他们住在一起的，然后我就拿食物出来给他吃，他就来吃了，不过不会靠近的，懂不懂？你一出来他就跑掉了，现在还是好一点了，不过有时候还忘记了，还怕人了，懂不懂？因为妈妈被毒死嘛，以前也是这样，生下他一个人，他从小一个人长大了，没有人，他一个人而已。然后整个那个狗扶球的那个人员呢，我就赔钱给他们，就通通去找这个狗，找不到。每一次看到他，他就跑很远，他跑到那个山顶上面去，在那边就很多密密麻麻的，狗可以钻，人不行。他知道他那边安全了，每一次看到人催他，他就跑到山顶上面去，然后就不回来了，很久不回来。后来我就给他30000块那个泰币了，我说谁抓的全部拿到，他们就弄一个笼子很大，跟这个房子一样那么大，绿色，然后用那个草木什么把它伪装起来了。那是啊，他本来两天啊他不来的，平常我叫他每天喂一样的地方，然后他来的就用什么网啊就抓，结果两天他不来了，他们说也许他死了，因为那个时候很冷了，我也很担心，很冷，已经冷了，那个地方是冷的，不是蒙古那么热，夏天也凉，冬天冷，比较高山，比较北边的。然后怎样呢，两天他不来了，到第三天大概太饿了，他大概知道他们的计划怎么样。第三、第四天呢，他
大概记忆力忘记了，他很清楚啊，很清楚，他大概躲在某些地方看到他们弄那个很大的龙，不管多大他就知道，他就看到嘛，观察，所以不来吃了，不来一样的地方吃。第三和是第四天了，饿了就忘记了，就跑到里面吃，才被抓的。任何人抓他他都咬的，他不是咬得很深的，不是故意的，就是为了自己要走开嘛啊。后来呢就抓到了，我那个时候已经在别的地方了，开车大概我不知道三四个小时了，远了。然后他们就报告我，因为我说你们如果我现在要走了，不过你们抓到的话就跟我通知，我一定会想你们那个3万块不跑的，不会跑的，以前已经给他们钱了，抓另外那几只了，这一次，哦，他们当然很认真了，也不是为了3万块了。我在那个时候对他们很好，懂吗？他在我房子工作的时候，我就想他们很清楚啊，还有一起拿饼干、糖果什么啊，茶啊，饭菜给他们吃，对师傅高兴了啊。他们妈妈死，我还送钱呢、啊，送花圈什么的，懂不懂啊？跟他们同寝的一起，然后他们知道我很爱狗啊，因为有那一只狗很病的，最小那个 hero 死的时候哭得很伤心啊，大家都看到，所以他们说一定，我们一定会找他的，你别担心，你走了，我们一定会找到他，一定的，我们答应，就很热情啊。他们知道我很爱狗吗？因为他们一起跟我埋葬那只狗啊，然后他们看我哭，他们也跟着一起哭了，他知道我很爱他们。好，后来他们找到了，就打电话给他啊，给那个比较会讲泰文的人了，泰国人了啊。然后那个泰国人当然会讲英文，那个就通知师傅，我说好，好了，那我就送他过去了，拜托你过去，因为他比较自由了，他自己工作比较自由，送过去就。找他回来了，找他回来，不过他说好像他比较弱啊，我说那马上找那个医生，那个以前那个照顾我另外那对狗了，赶快找他过来，因为他是最快的，他住很近，而且他很热情啊，这个医生蛮好的，他到处去帮助狗啊，或是被比方说猴子哈，被人家抓了在笼子里那种被陷阱了，他就会想办法把它打开。不过打开以前是要弄那个麻药，不然那狗猴都会他抓不出去啊。他想把它抓出去带回去自己医院呢，先看看他有没有病，顺便照顾，懂不懂？结果呢，医生抓到了，就警察又来了，有人报警了，那些。打猎的人就报警说啊，那个这坏蛋的把我的猴啊偷掉了，然后警察又把他关起来。后来他就解释，他说不是啦，我就是医生啦，我就常常照顾那些野外的动物，看他生病我就弄麻醉的药才能够带回去看看，然后当然有证据嘛，哎，证明他是谁，然后那个警察就放他了啊，不然呢？所以我看他那么好，我就给他很多钱了，叫他继续照顾。常常给多啊，因为我们不能每次能换那么多泰币嘛，所以能换多少我就留一些用，然后剩下就给他，他就很感激了啊。后来有一次我给。一大批的，他就去把那些流浪的狗啊抓回来，然后结扎了。这样不然的话，整个泰国的很多流浪的狗啊，然后没有人照顾，然后都放到寺庙那边去给和尚养，好可怜啊！和尚本来是要离开世界嘛，安静修行，结果都养狗啊、乌龟啊、鱼啊、蝌蚪啊，还有他们很多那个佛教节日的时候嘛，他们想做福报有没有？就去买那些人家抓的那些动物啊，就放生，为了要做福报。在哪里放生呢？就跑到寺庙那边去，哎，所以和尚变成动物园了、啊，哎，寺庙和尚变成动物园，
我在泰国的时候也有贡献了啊。所以那个医生他做的好事，他做不过没有那种我只要夸羊了，然后他做完以后就来跟我夸而已，拿照片给我看，就是哦，就是我们今天有弄那什么多少多少，都是谢谢你的。还有剩下的钱，我有跟那些贫穷的人打那个打针啊等等 ，OK 帮忙哇、哦，谢谢你很多。我说不会，我才谢谢你啊，没有你我也不会知道这些事情，也没有人能够帮忙。他叫他学生啊来一起弄绝佳，顺便学习啊，懂吗？也是。很好，然后我说你有没有请那个电视或是报纸来看啊，叫上什么报道给泰国人看。他说没有啊，我们做这个善事怎么会要给人家看呢、啊、不是给人家看。我说不是你要人家看，是你要别的医生看，你要政府看啊，然后做一些东西的，懂不懂？要模仿你的榜样，不然的话有一个什么 program， 有一个什么计划，要挡一些那个流浪的汉、流浪的狗，因为流浪的狗被毒死啊，常常这样，不然的话被人家会拿出来，然后剥皮啊，活生生剥皮，你们都知道了。对不起，这个是我不想讲了，太残忍了。还有那个被人家拿回来吃的，懂不懂？所以你不能不广播出来了。下一次弄的话，要请电视。请那个你能请谁你就请谁了，报纸出来登出来给大家一起看，要学习你的榜样 OK。 不是你要夸的，我知道你是很谦卑的一个医生。他说好好好好好，以后再说了。不过后来我就离开了嘛，不知道他现在做怎么样。后来我就有一部车刚买的大的，喂了很多狗，就还没有开几次而已，有叫他们泰国同修啊，就把它卖掉，然后那个钱啊，大概几万美金了，懂不懂？几万美金，就给那个几万美金在泰国是蛮多的啊，就去给那些养动物的寺庙啊，给他们和尚继续养。泰国的人当然好心了、啊、他们认为他们放生的话就要带到寺庙去超度了，懂不懂？给那些和尚顺便超度，然后当然不带回去啊，了解吗？哎，超度完就留在那边了、啊、超度嘛，哎，他们超自己度、啊、他就每个寺庙都超可怜的，懂不懂？这要收养，收养狗、收养动物，不是收养而已啊，他们生病也要照顾啊，了解吗？跟你们小孩一样啊。不过当然不是照顾那么周，跟我们这边当然不一样啊，要插起他们带到温暖的地方，房子里面跟我一起睡觉一样的，这不是了，懂不懂？嗯，不过是有东西吃啊，懂不懂？生病就有医生照顾啊，这样已经很好了。野狗本来就是这样啊，它不是说要很多东西了，吃就好了 ，OK。啊，不过哇，你们有养狗就知道啊，哎，他们是要很多爱啊，很多时间跟他们玩啊，不是吃东西而已了。野狗是不一样啊，这些本来是野狗的，就不野了，边下边不野了，他的妈妈也不野了，偶尔偷跑就去看世界了。野心难改了，偶尔了，然后在外面进不来，不晓得怎么跑得出去，就跑不回来。那个我们有篱笆嘛，不给他出去，结果他是想办法，他爬在树上，哪个地方有时候一些树嘛，长斜斜的，啊，他就爬上去，然后就跳过去，就外面没有那种斜斜的个树，啊，知道自放回来，就是没办法，然后就跑不回来，在外面哭了。哭了我们知道了，就通通把那个篱笆剪了。哎呀，他在那个地方都没有门啊，叫他进门的地方他不去啊，而且有时候不好跑啊，树木很多，我住都是那种高山那个森林的，所以不是每个地方都能够这样子跟着篱笆跑啊。即使森林我还是要把围起来，因为我怕狗跑出去被人家抓走了，听懂吗？哎，然后又
怕动物啊，野生的动物跑进来啊，跟我们狗吵架就不得了了，所以去哪里都把它围起来，保护大家了，保护狗了。然后它就进不去，就在那边哭了，还是我们又捡篱笆，然后打开啊，带它回来，然后是摇尾巴了啊，谢谢谢谢，所以以后不要再出去。他说好，不会去，然后又忘记了，又再跑出去。奇怪的说，他们怎么跟你们一样啊？讲什么马上就忘记了啊？哎呀，然后我就说对不起啊，嗯，我每天听对不起，听到我那个头脑都满满都对不起，没有别的东西可以去。一说我自己方便的人啊，都对不起，有时候东西。事情不很严重的话没关系啊，严重的就不好了，了解吗？来不及改了，伤害别人，伤害大众是不好了啊。你们修行不是说头脑更清楚吗？会不会更清楚 ？Yes or no？ Yes。 Yes 什么？有时候会做那个不对的事情啊，业障哈，啊，是都是怪业障啊，太好了，有地方可怪了，嗯。OK 啦，rạng rỡ. Cảm ơn quý vị cùng xem chương trình hôm nay với tựa đề Mọi chúng sinh đồng nhất thể, học để có lòng tôn trọng, phần 1 của 3 phần trên giữa thầy và trò. Xin vui lòng giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư để xem thêm nhiều chương trình khẳng định. Tiếp theo là cách học hay nhất là qua kinh nghiệm, phần 1 của 3 phần trên lời Thánh Khải. Cầu mong sự tĩnh lặng bên trong sẽ mang đến cho quý vị một cuộc sống đầy an bình nội tại và hòa hợp. May the tranquility within bring you a life of inner peace and harmony. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD.